Các quý chức và quý khách và mọi người trong công đoàn giáo xứ Quân Trạch, hôm nay đối với giáo xứ chúng ta thật là một hãnh diện nhất. Đó là một giáo xứ được mừng một ông cha quê hương ngày sống tuổi rất là cao, gọi là cây cù thu. Với chức linh mục của ngày hôm nay cũng là 65 năm phục vụ cho giáo hội, và nay được các hai đức cha về cho ngài về quê hương và được gặp gỡ mọi người. Và trong thánh lễ hôm nay, ban cố vấn của giáo xứ cùng ngài dân thánh lễ, đặc biệt có cha đức cha ngài điện cho tôi tối qua là ngài không ngoài ốm, ngài không về được, thì cử cha tổng đại diện và cha Jose Chiêu là chủ tế. Vì thế cho nên anh chị hôm nay là không có một người khác được con cái của cha già cố bản, mà cha già cố bản thì có đức cha Đinh Bình đang nằm ở tại tòa giám mục, và một cha nữa là ở công bồi là cha Bình, và ngài là cha cố chúng ta sau này, nếu Chúa gọi về sau này gọi về thì ngài nằm tại ở giáo xứ chúng ta. Đây là một hạnh phúc, và đức cha đó là cây cù thụ đã trở về quê, cho nên giáo hội chúng ta, giáo xứ chúng ta rất là hãnh diện. Xin Chúa chúc lành cho bữa cơm liên hoan hôm nay được đầy tràn ơn Chúa, và cầu nguyện cho cha cố chắc được 100 năm. Tôi ước mơ như vậy, và xin các vị cầu nguyện cho sống khỏe mạnh và được đủ 100 năm, còn thiếu có 3 năm nữa là đủ một thế kỷ. Hôm nay xin mọi người xin Chúa chúc lành cho con. Xin đến bây giờ làm phép cho nên cha và con và thánh thần. Amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ biết, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin ra chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, mà tha nợ chúng con nhờ chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Xin chúc các người vị và mọi người một tràng pháo tay rất là giòn nhá. Xin mời.